Lễ không đủ dài. Đấy cái bông ấy. Mắt đấy nó lại vào bông rồi. Tự nhiên lại đi ngồi đi nhau. Đây là hai bệnh nhân ở với chỗ tại bệnh viện tâm thần ra. Em đừng gặp rơi của anh. Quang Sáng và Vũ Hiệp. Anh chơi chơi. Lâu chưa chạm vào. Không được. Ông là cắn rót đâu kia. Còn những người xung quanh là đồng bọn. Răng bỏ vào đây này. Không cắn được. Bây giờ ơi là hạng được của siêu quá. Tôi tìm được ống hút. Khó nhỉ. Này, chúng ta thêm nhận cho chấp nhận dưa vào nước mà cao lên. Lại kiểu giống bỏ cái sỏi. Ừ là uống cái mới, cái cũ nó vẫn dưới đáy. Xuống này anh, xuống. Nhìn mặt làm sao. Hàng hướng nào, Khó. Cần nó bao chén tiền. Có nhỉ? Được. Thế thì tí nữa đo. Ai là hiểu rồi. Mồm rộng hơn lại. Phát biểu ý kiến nào thấy người kia? Tôi thấy bình thường đó, tôi cũng quen cả mấy kiểu chiến thắng gì này. Ấy, thôi thế là chỉ làm được. Thua nào, thua nào? Người thua thế nào? Cũng rất là tiếc vì nhảy ra huy chương vàng của mình. Nhưng mà thôi, khi hai người mà được huy chương bạc thế là cũng đã giỏi rồi. Chúc mừng. Mà giải này nó cũng không to lắm. Chỉ một trận cười thôi. Hôm nào ăn xong đau bụng thế này thì chết luôn á. Tuấn Trang mình cái.